Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em lại trở lại đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay là một buổi chiều mát mẻ, khoảng 4 giờ chiều ha. Đây là vườn hoa của mẹ mình nè. Đó, thì cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói về việc là lên reel cho lũ ruồi nước, đặc biệt là common ha. Common thì nhiều bạn nuôi trong bể kính nó thích để reel lắm. Đây nè, đây chính là bọn common của mình. Mình dời nó ra sân nhưng mà chỗ này chưa giờ nắng gắt quá nên mình đem xích vô. Gán khoảng 30 phút nữa là mặt trời lặn nắng rồi. Đó, mình quay nó cho các bạn xem nè. Thấy không? Bạn thấy hồ này dơ đúng không? Mới nhìn vô là thấy cái hồ dơ lắm đúng không? Mình vừa thay nước cho nó vào sáng ngày hôm qua luôn. Và đến nay là vẫn chưa được 24 tiếng mà cái hồ nó dơ vậy nè. Nguyên nhân là do đâu? Là do những cái hòn nham thạch này. Một phần là nó dơ, nó có rêu bám sẵn. Hai là do cái rêu trên mình của con quỷ này nè, con common này nè, nó rớt ra. Đó, đó. Rồi, bên đây hai cái nạn nhân của rêu cũng không có khác gì luôn. Đó, mình đã lấy nét lại nè. Nãy giờ không có bắt nét, xin lỗi anh em ha. Đó, thì rất là dơ luôn, nhìn vô thấy dơ không, rêu nè bám dày đặc chân nè. Đó, đây nè, để mình cho anh em xem con đá đá bòn của mình nè. Đó, đây nè, thấy không, anh em thấy rêu không, rêu nè. Đó, rồi để nuôi mà rùa mà lên rêu được như mình á thì rất đơn giản thôi. Sáng nào mình cũng đem qua cái góc đó đó, cái góc chỗ mấy chậu bông giấy đó đó, mình phơi nắng khoảng 1 tiếng, ủa lộn, nửa tiếng à, rồi sau đó để lại vô trong cái bể này, rồi để cái bể ngoài cái góc này nè có ánh nắng mặt trời miết à, nhưng mà nắng nhẹ ha, con rùa ở trong nước nó sẽ không có bị quá nhiệt, anh em cứ an tâm nuôi đó. Như bọn này nè, thì cái nhược điểm là cái nước này nó sẽ mau dơ, tại vì nuôi ngoài nắng cả cái bể này luôn á. Nè, thì nước trong bể nó rất là mau dơ. Mình nó thì khoảng một ngày mình mới ghim điện bật cái lọc này một lần đó. Nếu như mình ghim lọc một cái thì nó sẽ sạch à, nhưng mà những cái cặn ở trên mặt nước này nó sẽ không có sạch, những cái rêu á ở trên bề mặt nước nè, cái lọc nó đâu có lọc tới đâu, thậm chí cái bản thân của cái lọc nó cũng bị dính rêu lây luôn. Đó. Thế bây giờ mình sẽ đem con common lên cho anh em xem nè, nhìn cái đuôi nó nè, rêu nè. Đó, rêu thì những clip trước anh em thấy ha, con common lúc mình tắm nắng nó thì cái mai của nó vàng hoe à, đúng không? Hình như từng rồi mình có lên một cái clip là tắm nắng cho common á, cái mai nó mình nói là sẽ cho cái mai nó vàng, mà bây giờ cái mai nó đen thui luôn à. Để xuống nước thì anh em thấy nó có màu xanh ha. Đó, chẳng những là cái mai, cái đuôi nó có rêu mà tay chân đầu cổ nó cũng rêu tóc. Đó, quậy quá, quậy quá quậy. Đó, ở dưới bụng nó cũng lên rêu luôn anh em. Rồi sau cái clip này thì mình sẽ đi chà rêu cho nó. Yeah, tại vì nuôi trong bể kiến để rêu mới đẹp, còn nếu như bình thường vậy để rêu không có thấy được đâu. Đó. Với lại nếu như muốn để rêu á, để size bự khoảng 20 hai mấy á để rêu nhìn mới đẹp. Còn riêng mình mấy con nhỏ này thì nên chà cho đảm bảo sức khỏe, nó bình thường không có nhiều cái vi khuẩn trong nguồn nước ha. Đó, bọn này lát nữa mình sẽ chà hết luôn, chà sau đó chà rửa những cái nham thạch này nè. Đó, nó ngóc đầu lên nhìn mình kìa. Con này rất là lầy ha, đá bon này rất là lầy. Rồi, anh em nào muốn để rêu thì cứ việc nuôi ngoài nắng ha. Đây là cái kinh nghiệm vốn có rồi, cũng như một cái định lực vốn dĩ là nó vậy rồi. Rồi, tạm biệt anh em ha. Một cái clip ngắn nói về cái việc là nuôi rùa common lên rêu cũng khá là đơn giản thôi. Nếu như thấy hữu ích đó thì hãy ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye.